Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng cho bác một video dành tri ân cho anh em. Cái video này thì em tri ân cho anh em hàng từ giờ đến hết 15 tháng 6 2020 với một mẫu cần, mẫu máy. Anh em mua với giá của cần là 3.150.000. Đấy, được tặng kèm máy luôn, tặng kèm. Bộ này thì em nói thẳng các bác này, em bán không lấy lãi, nói thẳng bán không lấy lãi anh em nhé, bán không lấy lãi. Bộ này là bán không lấy lãi, tính ra là lỗ luôn, chứ đừng có bảo lấy lãi luôn. Bộ này em bán không lấy lãi, vì vừa rồi là trên một số trang mạng, một số fanpage ở trên Facebook, một số thành phần gọi ối rồi ôi và ất con mẹ ơi các bác nhé. Đăng toàn cái link ảo, link vớ vẩn, mẹ nhảy vào chém em, mới cắn em vớ vẩn, bảo rằng trường vi sinh bán đắt. Thứ hai là bảo rằng trường vi sinh bán đắt so với thị trường. Đấy, thì nói thật các bác này, anh em nào lấy hàng của em biết rồi, em nói thẳng với các bác từ trước rồi, hàng của em không phải rẻ nhất Việt Nam mà cũng chả phải đắt nhất Việt Nam. Đấy, thế nên là bác nào lấy hàng của em để biết rồi bên em làm như nào, uy tín như nào rồi. Còn mấy cái loại thành phần ối giời ơi đấy, nó ghen ăn tức ở thật. Cũng có thằng trước nó từng là em của em, nhưng mà em cho lấy kia rồi. Nói chung là đã không ở được với nhau thì chúng mày cút hết, thế thôi, đừng thằng nào chọc ngoáy gì đến anh cả. Còn thằng nào ấy ngứa mồm ngứa cựa, chọc ngoáy thì đút mồm vào ấy, đống phân ấy, cho nó tỉnh, thế thôi. Đấy, còn em sống nào đấy anh em biết, tính em rất nóng thẳng. Đấy, anh em nào biết tính em rồi, biết bên em làm việc rồi, bên em là giao dịch thanh toán chuyển khoản xong gửi hàng. Đấy, thế nên là uy tín thì bên em có thừa rồi, không phải nói nhiều. Cái này em làm khá lâu rồi, đấy, các bác biết. Thì với cái mẫu này các bác nên nhớ là nhé, với cặp này em bán không lấy lãi cho bác nhé, với giá 3.150.000 gồm cần. Đấy, cần Price Súp Chữ Đỏ T33425 nha bác nha. Đấy, T33425. Đấy, mẫu này thế nào mà em bán khuyến mại bác không lấy lãi, cả cần cả máy luôn, chấp nhận là video này em bán lỗ luôn, để đập vào mặt mấy con chó đấy, em nói là đập vào mặt mấy con chó đấy các bác. Đấy, thì chúng biết là Giang Trường Vi Sinh là người như thế nào. Đấy, đây là mẫu máy Squidfire 4502B. Và hiện tại bên em đang bán giá là 580.000 cộng với một cây cần Price Súp Chữ Đỏ, giá là 3.150.000. Tổng là các bác biết bao nhiêu rồi đấy, mà hiện tại em chỉ bán 3.150.000 cả cần cả máy các bác nhé, cả cần cả máy nhé, cả cần cả máy miễn phí cho bác luôn. Đấy, không lấy lãi, nói thẳng các bác không lấy lãi mà tính là lỗ luôn. Đấy, tính là lỗ luôn, và số lượng có hạn anh em nhé. Và thời gian khuyến mại này hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. Sau ngày 15 tháng 6 các bác muốn mua cũng không có mà mua, em nói thẳng các bác thế nha. Và chương trình này chương trình đặc biệt, tri ân cho anh em. Thì sau chương trình này khoảng 5 ngày em sẽ tri ân cho anh em một mẫu hàng khác, nhưng mà không có ưu đãi cao như này đâu. Đấy, mà vẫn có khuyến mại nhưng nó sẽ thấp hơn, với một mẫu cần cao cấp hơn. Đấy, mẫu cần cao cấp hơn. Đấy, chương trình kia là sau 5 ngày nữa thì em sẽ đăng video cho các bác nhé, sau 5 ngày nữa. Đấy, cái mẫu kia thì bác em vừa mới tác hình ảnh trên Facebook ấy, là có mẫu cần kia. Đấy, nhưng phải 5 ngày nữa đó nhá. Đấy, thì sẽ có video khuyến mại nhá, 5 ngày nữa bác nhá, các bác nhớ 5 ngày sau. Chứ còn hiện tại là em sẽ khuyến mại cho bác với bộ cần này. Đấy, bán cần tặng kèm máy với trị giá gần 600.000 các bác nào. Các bác biết là cái cần nục cái bán ra lãi được mấy trăm ngàn thôi. Mấy trăm ngàn mà em tặng hẳn cho bác một con máy 600 ngàn thì có biết nào ấy. Và nói thẳng các bác là video này em bán không lãi nha, bán không lấy lãi. Không lấy lãi mà chấp nhận lỗ, lỗ luôn. Đấy, lỗ luôn để em gì? Thứ nhất là em tri ân dành cho các em, anh em thực sự yêu quý bên Giang Trường Vi Sinh. Anh em nào hay theo dõi Giang Trường Vi Sinh thì sẽ nắm được những thông tin này. Đấy, cứ liên hệ số điện thoại bên dưới video. Em có hai số điện thoại là 0819543331 và số điện thoại thứ hai
là 0961 932 218. Đấy. Còn không, các bác tìm bên dưới mục mô tả phần video ấy, là em có địa chỉ, họ tên, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng cụ thể. Đấy. Và bộ cần này em bán không không lãi nhá. Mở giá là tổng là gần 4 triệu mà em bán có 3.150.000 nhá. Nhá. Các bác nên nhớ vậy. Còn con chó là nó cắn em là bán đắt thì đến đây gặp Trang Trường nha, phía sinh nhá. Đây, em tính tổng cho. Còn đây nếu có tiền đây này, anh ấy bán bộ này không lãi đây này. Bán không lãi. Vừa bán vừa cho, vừa tặng nha. Đấy. Đối với những anh em nào thực sự yêu quý Trang Trường. Đấy, Trang Trường phía sinh. Đấy, thực sự yêu mến Trang Trường phía sinh thì sẽ được những bộ như này. Còn những cái loại rẻ rách thì nó không dám mua đâu ạ. Nó biết tính em rồi, còn lâu mới dám mua. Em cho thêm tiền, thằng các bác thế. Mà cũng chả có tiền mà mua. Nom do mua được mấy cái đồ lặt vặt. Đấy, xong thì nó quay lại cắn em. Cần thì cho mua chịu. Giá thì rẻ. Mang về thì nào không biết câu kẹo nào gãy hết ngọn, xước hết cần. Xước như chó gặm ấy, xong lại mang trả lại em. Đấy. Thì các bác thấy là trước này có ai dám bán hàng kiểu như vậy không? Trừ những anh em thân thiết lắm mới dám bán kiểu vậy. Mà bên Trang Trường sinh em bán như vậy đấy. Đấy. Với một số thành phần gọi em từng gọi quan hệ gọi là em. Chúng nó chỉ gọi quen biết em thôi chứ chẳng mà chơi thân thiết gì với em cả nhá. Đấy. Mà chúng nó quanh quanh ra giờ nó quay nhiều thằng nó cắn em nhá. Dùng cả lick ảo luôn. Đấy. Tất cả lick chính của nó em chặn hết rồi. Có nghĩa là không quan tâm, không để ý. Chúng mày thích nói gì thì kệ mẹ chúng mày. Thật thế. Hôm nay nó thật nóng tính, nói thật với các bác này. Em nói nó cũng có một số từ ngữ nó không được chỉnh chu cho lắm, các bác thông cảm. Và đây là chương trình đặc biệt các anh nhé. Chương trình đặc biệt. Số lượng thì có hạn, vì hàng bên em cũng không còn nhiều. Về cái mẫu Price Super đỏ này. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Các bác nhớ là gì? Mua cần Price Super đỏ giá 3.150.000, được tặng kèm máy Switchfire 4.500B giá 600 gần 600.000, nhá, 600.000. Đấy. Thì các bác phải biết là gì? Là em không lấy lãi. Không lấy lãi. Thì trong video này thì anh em nào đã biết tính em rồi, đã từng giao dịch với em hoặc đã từng gặp em, chưa biết giao dịch không, đã từng gặp em, đã biết đến uy tín của em. Đấy. Thì các bác phải hiểu tính của em rồi. Và sau 5 ngày nữa thì em sẽ có một chương trình khuyến mãi nhỏ nhỏ cho bác về một mẫu cần cao cấp hơn. Nhưng khuyến mãi này nó nhỏ hơn, không thể là bằng chương trình này được. Chương trình này là chương trình em tri ân nhá. Tri ân dành tặng cho tất cả anh em nhá. Đấy. Anh em nào có nhu cầu liên hệ. Giá rổ thì anh em thấy rồi đấy. Có hơn 3 triệu bạc mà anh em có mua một được hai. Đấy. Mua trâu được tặng cả trâu lẫn nghé. Đấy, bác thấy nào? Còn thằng nào to mồm bán đồ câu, bán rẻ thì cứ thử làm một vài chương trình chuyên dành cho anh em xem. Cứ thử bán nỗ một hai đợt video xem, hoặc là bán hòa vốn đi. Đấy. Mà cứ làm một năm làm độ 7 chương trình như là Trang Trường Vi Sinh này. Đấy. Một là bán hòa vốn này, hai là bán nỗ này. Đấy. Hoặc là bán giá rẻ này. Đấy. Thì cứ liên hệ. Đấy. Cứ tự làm thôi. Còn em đây thực ra là em nói với bác này, làm cái gì thế thôi, làm có tâm, có đức thì anh em nó quý. Đấy, tin tưởng. Chứ không phải cái loại mà nó mồm nong mép nở ấy, ăn nói liên thiên sằng quậy mà người ta tin được nha. Còn những cái thành phần nào ấy muốn nói gì ấy thì đến gặp trực tiếp em mà nói này nha. Còn lên mạng mà cào mấy cái phím ấy, gõ vào mấy cái nick ảo ấy thì em khinh. Em khinh em thật. Nói thật em nhìn không bằng một nửa con mắt của em. À, các bác thế. Đấy, hôm nay thì cũng bức xúc vậy thôi. Còn chương trình này thì cũng dành cho anh em. Anh em nào biết tới Trang Trường, yêu quý Trang Trường thì cứ liên hệ nhé. Các bác nhớ này, em để số điện thoại bên dưới video, địa chỉ để dưới video nhé. Và cái video này là em làm chuyên anh em là bán không lấy lãi. Đấy, bán không lấy lãi này. Đấy, tặng bán không lấy lãi nhá. Đấy. Thì em đã tag một cái ảnh trên Facebook, là sau 15 phút em sẽ đăng một cái video. Thì cái ảnh đó là cái ảnh chương trình khuyến mại của 5 ngày sau nữa các bác nhé. 5 ngày sau nữa thì sẽ có một chương trình khuyến mại đấy, khác dành cho anh em. Nhưng chương trình đấy là chương trình nhỏ nhỏ thôi, dành cho một mẫu cần mới độc quyền với Trang Trường Vi Sinh. Cái đấy cũng là một chương trình chuyên cho anh em, nhưng mà nó là món quà nhỏ nhỏ thôi. Đấy, cái kia là chương trình đợt sau anh em nhé. Thì anh em nhớ cho em là cái chương trình này kéo dài đi hết ngày 15 tháng 6
các bác nhé. Cái mùa hè này rất là nóng, nên anh em đi câu thì em cũng khuyên thật là chúng ta nên câu vào buổi sáng sớm này, chiều tối hoặc tối thôi, tầm trưa nắng nhất thì tôi tốt nhất các bác kiếm chỗ nào mát mát mà làm. Đấy, chứ đừng có ra ngoài nắng làm gì cả, được con cá mà ốm thì quá tội. Đấy, em nói thẳng như vậy. Đấy, còn đi câu thì chúng ta đi câu để giải trí thôi, chứ đừng có kiểu dạng ghen ăn tức ở ấy, hay là ngứa mắt ngứa cựa với làm gì các bạn. Mình đi câu là mình cảm thấy mình vui, mình thoải mái thế thôi là được. Đấy, chứ còn cái loại sống nó sống bẩn, sống mất dạy thì chẳng ai quý cả, thằng các bác thế. Đấy, còn Azure nhóm nào thì đời nó sẽ chứng minh, chứ không cần phải nói mồm, có tuyên truyền nữa thì nó cũng chỉ thế thôi. Đấy, còn người ta làm con đường là làm bằng thực tế này này. Đấy, làm như em làm thực tế này, chứ không phải nói mồm, nói điêu nước ngoài làm gì nha. Còn anh em đi kiếm chỗ nào được ra cả cần cả máy này với giá 3.130.000 đấy thì mang lên đây em tặng không cho bộ này nha. Đấy, cái chương trình này chương trình đặc biệt, vì thực ra nếu mà anh em bán hàng thì người ta không bao giờ bán lỗ đâu, nói thẳng các bạn đấy, nói thẳng với anh em thế, nói thẳng các bác anh chị em đấy, người ta bán hàng để lấy kinh doanh thì không bao giờ có ai chấp nhận bán lỗ cho các bác. À, ít nhất là người ta phải thu được vốn với đồng xăng xe nha, đồng xăng xe, phí cước gửi vận chuyển xăng xe người ta đi lại để lấy hàng. À, còn trong chương trình này này em dành riêng đặc biệt, à, chương trình mùa hè đặc biệt, hè nóng thì em cũng nóng luôn nha, chương trình của em nóng luôn cho các bác. À, cảm ơn các bác theo dõi video nha. Các bác nào tin tưởng ủng hộ Trang Trường Vi Sinh thì các bác nhớ theo dõi thường xuyên trên kênh để cập nhật những cái video mà em trên các đợt chương trình khuyến mại dành cho anh em trong cái đợt hè năm 2020 này nhé. Chào tất cả các bác.